bạn thân mến, đối với những người đam mê xem phim cổ trang của Trung Quốc sẽ không lạ gì với những bộ phim thuộc thể loại liêu trai thần bí, mà nổi tiếng nhất là các tác phẩm liêu trai trong Liêu Trai Chí Dị của Bộ Tùng Linh. Những tác phẩm thể loại này thường mang đến cho người xem nhiều cảm xúc đan xen, vui, buồn, lãng mạn, gây cấn, đặc biệt là cảm giác rùng rợn, hồi hộp của yếu tố tâm linh ma quái. Trong nội dung video này, Bách Khoa Sử Ký muốn quý vị hiểu rõ hơn về vị cư sĩ tài ba mang tên Bộ Tùng Linh, cũng như cùng tìm hiểu những sự thật bí ẩn đằng sau các yếu tố ma mị, tâm linh huyền bí của Liêu Trai Chí Dị. Bộ Tùng Linh sinh ngày 5 tháng 6 năm 1640, tức năm Canh Thìn, và là năm thứ 13 Sùng Trinh đời nhà Minh. Mất ngày 25 tháng 2 năm 1715, tức năm Ất Mão, và là năm thứ 54 Khang Hy đời nhà Thanh. Tự là Cửu Thiên, cũng có tự là Khiêm Thần, biệt hiệu Liễu Tuyền Cư Sĩ, người Tri Xuyên, nay là Tri Bác thuộc tỉnh Sơn Đông. Như vậy, ông sống trong khoảng thời gian cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh, xuất thân trong một gia đình thế gia suy sụp. Tổ tiên ông có thể coi là người Mông Cổ. Thân phụ của Bộ Tùng Linh là Bồ Bàng, vì lận đận nơi khoa trường nên đã từ bỏ nghiệp nho theo nghiệp thương gia. Sinh con đầu lòng là Triệu Kỳ, nhưng chẳng may chết yểu. Đến tuổi trung niên thì coi như ông đã tuyệt tự, nên ông quyết định đóng cửa chuyên tâm đọc sách và làm từ thiện. Nhưng kỳ lạ thay, thời gian đó ông lại có bốn người con lần lượt là Triệu Cơ, Bá Linh, Tùng Linh và Hạc Linh. Bộ Tùng Linh là con dòng thứ, mẹ đẻ ông là người họ Đổng. Ông dành hầu hết thời gian trong việc dạy học tư và sưu tầm những câu chuyện mà sau này được viết trong tác phẩm Liêu Trai Chí Dị. Năm Thuận Trị thứ 14, tức năm 1657, ông đậu tú tài khi mới 18 tuổi. Sau đó Bộ Tùng Linh theo cha đi học, và đến năm 19 tuổi, tức năm 1658, ông dự lớp thi đồng sinh thì ba lần được chọn là đệ nhất bộ sĩ, đệ tử sinh viên, tức là những người học giỏi được vào học ở Thái học ở ba cấp huyện, phủ, đạo, và được quan học sứ thi nhận chương khen ngợi. Từ đó ông trở nên nổi tiếng về văn chương và tự đánh giá mình rất cao. Tuy vậy, từ ấy về sau, Bộ Tùng Linh luôn gặp trắc trở trong thi cử, khiến ông không đỗ đạt được. Lúc thì bị ốm khi thi, lúc thì thi hỏng. Tình trạng ấy kéo dài đến năm ông 70 tuổi. Nhưng mãi đến năm 71 tuổi, tức năm Khang Hy thứ 50, năm 1710, ông được ban cho một danh hiệu không có ý nghĩa gì cả là Tuế Cống Sinh. Tương truyền thì Bộ Tùng Linh thường bệnh trà nước, giải chiếu ven đường, đợi lúc người dân đi làm về thì mời họ cùng trò chuyện, qua đó sưu tầm chuyện lạ lùng trong dân gian. Chính vì vậy, trong tác phẩm của mình, dưới hình thức ảo tưởng, Bộ Tùng Linh thường khẳng định những nguyện vọng tốt lành của những người dân. Mặt khác, con đường khoa cử lại thường đẩy Bộ Tùng Linh vào con đường bất đắc chí, lòng đầy u uất, nhưng lại khiến ông viết nên những thuyên truyện ngắn bất hủ về đề tài này. Có nhiều lúc Bộ Tùng Linh phẫn uất vì sĩ đồ đen tối, công lý mờ mịt. Nếu trong tay không có tiền bạc thì khó lòng gặp được thánh minh. Chán nản về hoạn lộ công danh, Bộ Tùng Linh quay về dạy học. Trên con đường lận đận mấy mươi năm trong việc khoa cử, có một thời gian ngắn ông từng đi làm chức mặt tân, tức là thư ký văn thư trong cơ quan quân sự. Cuộc sống cá nhân của Bộ Tùng Linh cũng vô cùng khó khăn. Khi làm thầy dạy học, Bộ Tùng Linh nghèo đến mức nhà không vách không phên, cây cối ôm tùm gai gốc, ra cửa không có lừa để cởi, suốt năm không ăn được một miếng thịt. Thời gian đó ông viết một số sách thuộc thể loại thông tục phổ cập như Nhật Dụng Tục Tự, Nông Tăng Kinh. Một số bài trong Liêu Trai Chí Dị biểu hiện tình cảm chân thật đáng quý của ông đối với người nông dân chất phác hiền lành. Các tác phẩm chính của Bộ Tùng Linh là Liêu Trai Chí Dị và Liêu Trai Thi Tập. Bộ Liêu Trai Chí Dị tập hợp khoảng hơn 500 truyện ngắn và Liêu Trai Văn Tập gồm 12 quyển. Bộ Liêu Trai Thi Tập gồm 6 quyển với hơn 1.000 bài thơ, 170 bài từ,
14 vợ thiền hí khúc dân gian và 3 vợ tạp kịch. Ngoài Liêu Trai Trí Dị thì các tác phẩm của ông đều được tập hợp vào bộ Bồ Tùng Linh Ký Tập. Bồ Tùng Linh cũng nghiên cứu kinh sử, triết lý, văn chương và rất hứng thú với các môn thiền văn, nông trang, y dược, vân vân. Có thể nói Liêu Trai Trí Dị không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. Kể từ thế kỷ 19 cho đến nay đã có hơn 60 bản dịch tiếng nước ngoài của bộ truyện này được phát hành. Vị thế và sức ảnh hưởng của Liêu Trai Trí Dị trong nền văn học Trung Quốc là không phải bàn cãi. Thậm chí tầm ảnh hưởng của tác phẩm này trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình không hề thua kém với 4 đại danh tác lừng lẫy của Trung Quốc là Tây Du Ký, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng và Tam Quốc Diễn Nghĩa. Theo thống kê, từ năm 1920 đến nay đã có khoảng 70 phim điện ảnh và phim truyền hình Hoa ngữ được chuyển thể từ Liêu Trai Trí Dị. Năm 1971, đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Hồ Kim Thuyên quay phim Hiệp Nữ được chuyển thể từ một câu chuyện cùng tên trong Liêu Trai Trí Dị. Nội dung hấp dẫn cùng với kỹ năng quay phim điêu luyện của đạo diễn Hồ Kim Thuyên đã giúp bộ phim này đạt được giải kỹ thuật xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 28. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Trung Quốc giành chiến thắng tại một giải liên hoan phim quốc tế. Tên gọi Liêu Trai Trí Dị có nghĩa là những câu chuyện quái lạ dị thường kể trong căn phòng tạm bợ. Tương truyền, trước đó Liêu Trai Trí Dị có tên là Quỷ Hồ Truyện. Nhưng có lời đồn rằng trong lúc Bồ Tùng Linh đi thi hương, Quỷ Hồ cứ quanh quẩn ngoài liều khiến ông sợ hãi nên đổi tên thành Liêu Trai Trí Dị. Nhưng đó chỉ là tin đồn không có căn cứ để xác minh. Bồ Tùng Linh vốn là người có khiếu văn thơ từ nhỏ và sáng tác từ khá sớm tuy không chuyên. Thời sung sức, ông đã sáng tác quyển Liêu Trai Trí Dị mãi cho tới tuổi già thì mới xong. Từ năm Canh Tý 1660, tức là năm Bồ Tùng Linh 20 tuổi, ông đã bắt đầu viết Liêu Trai Trí Dị. 20 năm sau, vào năm Canh Thân năm 1680, Bồ Tùng Linh đã hoàn thành, nhưng cũng phải mất thêm thời gian 10 năm nữa. Vào năm Canh Ngọ năm 1690, Bồ Tùng Linh mới viết hoàn chỉnh Liêu Trai Trí Dị. Như vậy, Bồ Tùng Linh viết và chỉnh sửa để hoàn chỉnh Liêu Trai Trí Dị trong gần 30 năm. Lúc đó, Liêu Trai Trí Dị dù chưa được lưu hành công khai, nhưng bạn bè của Bồ Tùng Linh đã truyền tai nhau đọc. Liêu Trai Trí Dị cũng được lãnh tụ thi đàn thời bấy giờ là Vương Sĩ Trần tán thưởng. Trong lời tựa sách, Bồ Tùng Linh có viết: mặc dù không có tài như Can Bảo, nhưng rất thích sưu tầm chuyện thần ma, tâm tình giống như người xưa ở Hàng Châu thích nghe chuyện quỷ. Nghe đến đâu là đặt bút ghi chép đến đấy, lâu ngày thành sách. Can Bảo tức là tác giả bộ Sưu Thần Ký, còn người xưa ở Hàng Châu là Tô Thức bị biếm trích về Hàng Châu. Về nội dung Liêu Trai Trí Dị có hơn 500 truyện dài ngắn khác nhau, đề cập đến nhiều nhân vật, nhiều đề tài, với điểm chung duy nhất là xoay quanh các nhân vật yêu tinh, ma quái, những thực thể kỳ dị khác thường như hồ ly, ma quỷ, lăng xoái, hổ báo, khỉ, vượn, voi, rắn, rùa, vân vân. Thông qua những câu chuyện yêu ma quỷ quái này, người đọc có thể nhìn thấy bức tranh xã hội Trung Quốc qua các thời kỳ khác nhau trong lịch sử và nắm bắt những góc nhìn cá nhân của Bồ Tùng Linh về tình hình xã hội phong kiến, khoa cử, về tình yêu nam nữ, lễ giáo nho gia, tình người, đồng tình luyến ái. Tình bằng hữu, tấm lòng trung tín nghĩa cũng được đề cao trong rất nhiều chuyện. Ví dụ như về tình yêu nam nữ tự do, không phân biệt âm dương, người hay ma trong Nhiếp Tiểu Thuyền, hay thường được biết với tên Thiện Nữ U Hồn. Kể về Ninh Thái Thần, người đất Chiết Giang, có việc đến Kim Hoa vào tá túc trong một ngôi chùa, tình cờ quen biết được Yến Xích Hà, người đất Tấn, Thiểm Tây. Lại kể chuyện Nhiếp Tiểu Thiện là một cô gái mất năm 15 tuổi, được chôn cạnh chùa nhưng bị yêu tinh khống chế bắt phải quyến rũ để giết người. Tiểu Thiện vốn định đến quyến rũ Ninh Thái Thần, nhưng Thái Thần là người đoan chính không bị dụ dỗ.
Tử Thiền xin cảm mến, nói hết mọi chuyện, lại dặn Thái Thần chỉ cần ở bên Xích Hà thì sẽ được bình yên. Xích Hà vốn là kiếm sĩ có tráp đựng bảo kiếm diệt yêu, đêm ấy xuất kiếm đánh trọng thương yêu tinh, nên Thái Thần xong việc quay về nhà. Lúc tà tự được Xích Hà tặng cho bao gia đựng kiếm, có thể tránh được tà ma. Sau đó Thái Thần dời mộ của Nhiếp Tiểu Thiền về chôn ở gần nhà, rồi giới thiệu cô với cha mẹ. Tiểu Thiền đỡ đần việc nhà, hiếu thảo với phụ mẫu của Thái Thần, nên hai người từ nghi hoặc cảnh giác chuyển sang quý mến. Thái Thần biết Tiểu Thiền là ma nên không dám treo chiếc bao da lên vì sợ sẽ tổn hại tới cô. Chợt một hôm, Tiểu Thiền có dự cảm yêu tình đến trả thù, bảo Thái Thần đem bao da ra treo. Phần cô do hấp thụ sinh khí đã không sợ bao da nữa, đêm ấy nhờ chiếc bao da mà diệt được yêu tinh. Sau này khi Thái Thần đậu tiến sĩ, có lấy thêm vợ đẻ con, nhưng gia đình đều được yên ổn và hạnh phúc. Về bức tranh quan tham ô vô lại, trong Tịch Phương Bình, ông lại phê phán bộ máy quan lại tham ô tàn bạo. Cha của Tịch Phương Bình là Tịch Liêm chỉ chống lại tên tài chủ họ Dương mà bị hãm hại. Tên này mua hết quan lại sai nhà dưới âm phủ để đày đọa Tịch Liêm xuống âm ty. Khi Phương Bình hai lần bất chấp nguy hiểm xuống âm ty tìm cha, thì chúng lại cấu kết với ma quỷ tìm cách hãm hại anh ta. Ở đây hoàn toàn không có công lý, không có chính nghĩa, đồng tiền chi phối tất cả. Lời buộc tội của quán khẩu Nhị Lang rất có ý nghĩa. Ánh sáng của vàng bạc bao trùm mặt đất, cho nên điện Diêm Vương tối tăm, hơi đồng tanh tưởi ngút trời, làm cho trong thành không ngày nào là không có kẻ chết oan. Phương Bình phải chịu nhiều nỗi khổ nhục. Truyện không chỉ miêu tả cảnh tượng ở âm ty, mà còn gợi cho người đọc thấy được những cảnh tượng ở dương gian. Trong Liêu Trai Chí Dị, ranh giới âm phủ và trần gian hết sức mong manh và bất công, không phải chỉ tồn tại ở cõi dương. Vì lứa học trò nho gia thiếu lễ tiết, trong Họa Bích, tức bức họa trên tường, kể về Mạnh Long Đạm cùng với Chu Hiếu Liêm lên kinh đô. Tình cờ vào chơi trong một ngôi chùa có vị sư già, Chu Hiếu Liêm tình cờ đi lọt được vào bức vẽ ở trên tường, rồi quen biết tăng tiều với một cô gái trong đó. Mạnh Long Đàm phát hiện không thấy Chu Hiếu Liêm đâu, liền hỏi sư già. Vị sư già gọi Chu Hiếu Liêm từ bức vẽ đi ra. Chu Hiếu Liêm ra tới nơi hốt hoảng hỏi vị sư già nguyên cớ. Sư già đáp: ảo giác từ lòng người sinh ra, lão tăng làm sao giải thích được. Chu Hiếu Liêm và Mạnh Long Đàm bất giác kinh hãi, rồi bái biệt mà về. Bồ Tùng Linh tuy viết tập truyện Liêu Trai Chí Dị trong một khoảng thời gian rất dài, khoảng 30 năm. Ngay trong tập thứ nhất, ông có nhắc đến biến cố Giáp Thân năm 1644. Khi ông vừa 4 tuổi thì Trung Quốc bị biến loạn, nhà Minh mất ngôi với nhà Thanh. Dùng câu chuyện chôn báo tin Linh Quang sắp tẩy uế hạ giới nhân dịp tế lễ trời đất, ông viết chôn cho hay là biến cố sẽ xảy ra. Và ông chắc chắn đã mục kích biết bao nhiêu chuyện thối nát của chính quyền, của quan chức tham nhũng, ăn tiền vô tội và dân chúng oán than, đói khát, nghèo khổ. Ngay cả những người giàu có, ngay thẳng cũng bị tội oan mất hết gia sản. Bồ Tùng Linh đã đầu tú tài từ năm 18 tuổi, nhưng rồi sau đó ông thi trượt liên miên cho đến năm ông 71 tuổi mới đậu cử nhân. Trong 52 năm thao trường lận đận thi cử, chắc chắn ông phải có rất nhiều, quá nhiều kinh nghiệm sống về đường lối cho bài thi, cách chấm thi vân vân. Nhiều người cho rằng ông út ức nên viết Liêu Trai Chí Dị, nhưng qua những câu chuyện Liêu Trai, người đọc ít thấy sự út ức, mà chỉ thấy Bồ Tùng Linh đơn giản là mượn nhân vật trong chuyện để nói lên nỗi lòng của mình về thời thế, về tình yêu tự do, về lễ giáo phong kiến kìm kẹp con người. Cốt truyện và nhân vật trong Liêu Trai Chí Dị đều có sự kế thừa tiểu thuyết Chí Quái Ngụy Tấn và truyền kỳ thời Đường. Đặc biệt có một sự tác động rõ rệt của Sơn Hải Kinh, một quyển tập ghi chép về các yêu quái, trong việc xây dựng các nhân vật ma quái trong Liêu Trai Chí Dị. Có thể coi Liêu Trai Chí Dị là một bản Sơn Hải Kinh lãng mạn hơn, được kể lại dưới dạng câu chuyện hấp dẫn người đọc hơn. Liêu Trai Chí Dị là bộ tiểu thuyết Đoản Thiên
ra đời trên cơ sở kế thừa thành tựu của nền văn học truyền thống và các sáng tác dân gian. Cội nguồn trực tiếp ảnh hưởng đến sáng tác Liêu Trai Chí Dị là những câu chuyện dân gian và truyện chí quái Lục Triều, truyền kỳ đời Đường. Ảnh hưởng văn học dân gian đối với Liêu Trai thể hiện ở việc nhào nặn, vận dụng các mô típ thần thoại cổ tích nhuần nhuyễn, tới mức chỉ cần nói đến không khí Liêu Trai hay thế giới Liêu Trai là người ta liên tưởng đến thế giới của những câu chuyện cổ tích thần thoại. Những mô típ tái sinh, đầu thai, sinh đẻ kỳ lạ, biến hình, người mang lốt, v.v. đầy rẫy trong các chuyện ngắn của Liêu Trai Chí Dị. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đánh giá Liêu Trai Chí Dị là kiệt tác của Bồ Tùng Linh, cũng là một đỉnh cao của truyện ngắn cổ điển Trung Quốc. Trong truyện sử dụng thủ pháp nghệ thuật truyện truyền kỳ đã đạt tới mức hoàn chỉnh. Tất cả các mô típ truyền kỳ truyền thống đều được nhà văn vận dụng tài tình làm cho các truyện trở nên kỳ ảo. Hầu hết các truyện trong Liêu Trai Chí Dị đều được xây dựng theo kết cấu truyền thống. Nó không nằm mục tiêu miêu tả một lát cắt của đời sống con người, mà thường là kể chuyện có đầu có cuối. Các nhân vật được miêu tả một cách trọn vẹn, có giới thiệu gốc gác, diễn biến cuộc đời và kết thúc. Nhà nghiên cứu Lê Nguyên Cẩn còn cho rằng Liêu Trai Chí Dị là một chỉnh thể nghệ thuật nguyên vẹn, mà các truyện lại là các chương, các phần chỉnh thể đó. Tức là mỗi một truyện ngắn trong Liêu Trai Chí Dị đều có thể được tiếp cận khi đứng một mình, nhưng khi xếp chung các truyện lại với nhau thì thành một chỉnh thể trọn vẹn của thế giới Liêu Trai, phản ánh một hiện thực rộng lớn trên nhiều phương diện: tình yêu, tình nghĩa bạn bè, khoa cử, lễ giáo và bất công của xã hội. Các câu chuyện trong Liêu Trai Chí Dị cũng ít có sự trùng lặp với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, khi dịch Liêu Trai, Tản Đà có nhận xét: truyện Kiều bao nhiêu câu lục bát mà không câu nào giống câu nào, Liêu Trai bao nhiêu chuyện lớn nhỏ mà không chuyện nào phản phất chuyện nào. Việc kể lại những câu chuyện tình yêu hay những sự kiện dương gian với yếu tố kỳ ảo và có cái kết phần lớn là viên mãn, cho thấy tinh thần lãng mạn trong sáng tác của Bồ Tùng Linh. Ông không đơn thuần là ghi chép thô sơ lại các câu chuyện được nghe kể lại, mà dụng công về mặt ngôn từ để các câu chuyện mềm mại, uyển chuyển, nhẹ nhàng hơn. Đây chính là sự khác biệt giữa Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh và Tử Bất Ngữ của Viên Mai. Tử Bất Ngữ là tác phẩm ghi chép lại những chuyện quái dị trong thiên hạ và những điều Khổng Tử không kể, với lối văn đơn giản, ngắn gọn. Các câu chuyện đôi khi chỉ là những ghi chép ngắn, không vào yếu tố văn chương như Liêu Trai Chí Dị. Ngay sau thế hệ Bồ Tùng Linh, Hòa Băng Ngạch cũng viết Dạ Đàm Tùy Lục, tổng hợp lại những chuyện ly kỳ, dị thường trong dân gian. Song không giống thế giới lãng mạn với tình yêu giữa người và hồ ly, yêu tình báo ân trong Liêu Trai, Hòa Băng Ngạch lại tản hẳn về khía cạnh hiện thực của xã hội của từng câu chuyện, khiến cho Dạ Đàm Tùy Lục trở thành một tác phẩm tiêu biểu cho việc mượn chuyện ma quỷ để phê phán, lật tẩy đời sống suy đồi bất công. Tóm lại, Liêu Trai Chí Dị là một chuyện khá đa dụng, vừa có thể đọc để giải trí, vừa có thể giúp người đọc có thêm thông tin về một thời kỳ, một mẫu người trong lịch sử Trung Quốc, và mỗi người lại vừa có thể rút ra cho mình một bài học riêng khi đọc truyện. Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh xứng đáng là một bách khoa toàn thư về cuộc sống của người dân Trung Quốc. Cùng với Sử Ký của Tư Mã Thiên, Liêu Trai Chí Dị là một thiên cổ kỳ thư của Trung Quốc và nhân loại. Chính nhờ những cống hiến to lớn như vậy nên sau Đại Thi Hào Khuất Nguyên năm 1953 được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa, thì vào năm 1980, Bồ Tùng Linh cũng được UNESCO kỷ niệm như là một danh nhân văn hóa.